Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình tuần này, chúng tôi tiếp tục chủ đề về võ cổ truyền với những tư vấn về 4 mục đích của người tập luyện võ cổ truyền cần hướng đến. Tiếp đó, võ sư An Xuân Thắng, Phó ban cố vấn chuyên môn Liên đoàn Võ thuật Hưng Yên sẽ hướng dẫn một số bài tập với binh khí của võ cổ truyền Bình Định. Cuối chương trình trong một câu chuyện thể thao là phóng sự đẩy mạnh phong trào tập võ cổ truyền trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Hiện nay, võ cổ truyền Việt Nam đang được phát triển mạnh mẽ ở trong và ngoài nước. Sự phát triển này đặt ra một vấn đề cho các võ đường là phải có kế hoạch cụ thể, biện pháp hiệu quả, nâng cao kiến thức cho võ sinh, không chỉ về kỹ thuật mà cả trong việc giáo dục đạo đức. Chính vì vậy, người học võ thuật cổ truyền Việt Nam cần xác định mục đích của việc học võ, bao gồm cả 4 nội dung chủ yếu sau đây. Ai cũng cần có ý thức về tầm quan trọng hàng đầu của sức khỏe, nhưng người học võ thì càng thấu đáo việc này hơn ai hết. Có thân thể cường tráng, sức khỏe bền bỉ thì con người mới có được cuộc sống khỏe mạnh, trường thọ và mới duy trì phát triển được trí tuệ, minh mẫn, óc sáng tạo trong học tập và lao động, chất lượng cuộc sống từ đó mới được nâng cao. Người học võ cần phải xác định một trong những mục đích của việc tập võ là trang bị khả năng tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác. Tập võ là hướng đến việc xây dựng cho mình một bản lĩnh mạnh mẽ và sự tự tin bất cả chiến bại trước mọi khó khăn của cuộc đời. Học võ là học làm người chân chính, cao thượng, nhân nghĩa, dũng cảm, có lòng trung trực, tâm tính thật thà. Muốn được như thế, người học võ thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng để hoàn thiện đạo đức bản thân. Bên cạnh đó, các quy tắc và tinh thần võ học sẽ rèn luyện cho trẻ tính kỷ luật, tinh thần thượng võ, khả năng kiểm soát hành vi và cảm xúc. Những điều này sẽ giúp ích cho trẻ trong quá trình học tập và cuộc sống sau này. Võ cổ truyền là một phần di sản văn hóa của dân tộc. Chính vì vậy, theo học võ không chỉ để rèn luyện sức khỏe, có khả năng tự vệ, hoàn thiện đạo đức bản thân, mà còn phải có trách nhiệm bảo tồn, phát triển và lưu truyền di sản văn hóa của dân tộc, hướng đến góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. 4 nội dung chủ yếu trên phải đồng hành và bổ sung cho nhau thì mục đích của người học võ mới đầy đủ và đạt hiệu quả cao. Tiếp theo chương trình, võ sư An Xuân Thắng, Phó ban cố vấn chuyên môn Liên đoàn Võ thuật Hưng Yên sẽ hướng dẫn một số bài tập với binh khí của võ cổ truyền Bình Định. Sau đây thầy xin giới thiệu với tất cả các trò bài binh khí là bài Trường Côn Thái Sơn, kỹ thuật gậy dài 1m8. Tất cả lớp kem chuẩn bị. Chúng ta tập loan xuôi trước nha, thầy dẫn thuật loan xuôi chuẩn bị. Gậy kem dựng thẳng cho người như thầy này. Chia đôi gậy. Nắm chắc tay, tay trái chắp ngang hông. Đúng rồi, chân kem mở chữ V. Chân mở chữ V. Kỹ thuật số 1, kem dùng chân phải. Đá và nhả côn xuống, tay trái đẩy vào. Đẩy đao, loan xuống, làm chậm. Làm chậm. Loan xuôi, làm chậm. Mắt kem nhìn thẳng về phía trước. Thả lỏng côn sang hai bên, thả lỏng tay sang hai bên. Số 2, kem đảo côn là vai, 2 đảo côn là vai, làm chậm đòn. Tay đao kem chuyển phía trước. Số 3, kem ra côn, chống côn lên, trở lại vị trí ban đầu. Rồi, bây giờ lần này chúng ta làm nhanh nhá. Chuẩn bị, 1, kem đá chuyển côn luôn, loan đảo sang hai bên. Mắt nhìn thẳng phía trước. Số 2, kem vào côn, 2 vào côn. Số 3. Bây giờ các em chuyển sang kỹ thuật vụt ngang. Tất cả chuẩn bị. Vươn trái ra đinh tấn. Tay các em cầm côn, mắt nhìn thẳng vào đốc côn. Đúng rồi, mắt nhìn thẳng đốc côn. Kỹ thuật số 1. Cả lớp làm cùng với thầy này. Các em xoay đầu gậy lên trước. Một lửa vòng trên đỉnh đầu. Số 2. Các em xoay chân vào đồng thời đảo gậy qua. Số 2. Các em ép tay thấp tấn xuống. Số 3, kem nhả côn ra. Số 4, xoay côn. Số 1, lại đảo côn. Số 2, kem xoay côn, hạ thấp đầu côn xuống. Số 3,
số 4. Thì em chuyển sang phần thuốc gậy nha. Chúng ta chuyển kỹ thuật số 3. Một trước mặt. 1. Thì em thuốc cồn xuống. Số 2. Thì em phụt cái tay từ đằng sau lên nhé. Tay trái này 2. Ép tay mắt nhìn vào đốc cồn. Số 3. Số 4. Số 5 các em nhìn thấy làm là chúng ta thu bên trái vào. Ép đầu gậy xuống loan xuôi. Bài trường côn Thái Sơn. Rồi, kỹ thuật số 1, em chụm chân vào, đá chuyển côn và ép đảo côn, chuyển gậy sau lưng, hạ thấp người vụt bật lên. Số 2, đưa tay lên di chuyển côn pháp, thấp người xuống chuyển côn. Số 3, nhảy lên đập dứt điểm. 3, mắt kem nhìn vào đốc côn. Số 4, vung gậy lại sau, bước chân lên sốc 2 nhịp. Số 5, nhả côn về. 6, chậm. Số 7, loan côn. Ép về nhảy. Số 8, chuyển chân ra. Đẩy côn. Số 9, chuyển tay lên, ép xuống. 10. 11, tuốt côn. 12. 13. 14. 15. 16. Bật sang luôn. 17. 18 chuyển sang. 19. Hai nhịp luôn. 20. 21 lên. 2. 23. 24. 25. 2 nhịp luôn. 26. Chân chuyển sau xà tấn. Xoay côn. 27. 28. 29. 30 chuyển sau. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 2 nhịp. 38. Nhảy vác côn về. Giữ thẳng cái chân lên. 39. 3 vòng. 1. 2. 43. Chuyển lên loan xuôi. 44. Đảo gậy qua lưng. Chuyển quăng. 45. 46 quăng. Chuyển. 47 đảo côn. 48 di chuyển lên. 2 nhịp. 10. 1. 2. 3 bật. Thấp người xuống. 4. 5. 6 chuyển. 7 lên 2 nhịp. 10. 1. We'll be right back.
Thưa quý vị, trong những năm gần đây, bộ môn võ cổ truyền được đông đảo thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh theo học và tập luyện thường xuyên để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Giới trẻ hào hứng với võ cổ truyền là tín hiệu đáng mừng, góp phần lưu giữ và phát triển môn võ truyền thống của dân tộc. Em Nguyễn Thị Nguyệt sinh năm 2001 ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu đã có hơn 10 năm tập võ cổ truyền. Nguyệt theo học võ từ những năm học cấp 2, ban đầu với mục đích rèn luyện sức khỏe, tự vệ. Sau đó môn võ này đã trở thành niềm đam mê của em. Do có tố chất nên Nguyệt được các huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tuyển chọn vào đội tuyển võ cổ truyền Hưng Yên để huấn luyện trở thành một vận động viên chuyên nghiệp. Sau hơn 7 năm tập luyện và thi đấu tại đội tuyển võ cổ truyền, vận động viên Nguyễn Thị Nguyệt đã giành được một số thành tích nổi bật, tiêu biểu là giành huy chương đồng nội dung đối kháng hạng cân 56kg nữ môn võ cổ truyền tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022. Em thấy là môn võ rất là hay. Đây là môn võ cổ truyền của dân tộc ấy ạ. Rèn thể lực rất là tốt ạ. Còn rèn cho mình cả cái ý chí kiên cường và nhẫn nại. Vận động viên Nguyễn Thị Nguyệt của Hưng Yên thì là một vận động viên cũng rất là xuất sắc và tập luyện rất là cố gắng. Và năm nay thì chúng tôi cũng đang mong muốn là để phát triển hơn nữa thì chúng tôi phải tìm các hạng cân nó phù hợp, đưa một môn võ cổ truyền này tập trung dài hạn và cũng làm tốt ở các cái trung tâm mạnh như là Hà Nội và ở trong miền Trung thì có Bình Định. Nguyễn Thị Nguyệt là một trong số hàng ngàn thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh đang tập luyện võ cổ truyền cả ở mảng phong trào và thể thao thành tích cao. Tỉnh Hưng Yên hiện có 26 câu lạc bộ võ cổ truyền, mỗi câu lạc bộ võ đường thu hút từ 100 đến 300 võ sinh theo học, đa số là trẻ em và thanh thiếu niên. Học võ cổ truyền không những giúp cho các võ sinh tự vệ, rèn luyện thân thể mà còn là nơi tu dưỡng đạo đức, rèn luyện đức tính kiên trì bền bỉ cho các em. Ngày 11 tháng 8 năm 2015, chính phủ đã đồng ý cho triển khai việc đưa võ cổ truyền vào chương trình giáo dục thể chất trong các cấp học phổ thông. Mặt khác, các cấp các ngành tăng cường hỗ trợ hướng dẫn các địa phương thành lập các câu lạc bộ võ cổ truyền, đồng thời tổ chức các giải thi đấu, giao lưu để tạo sự lan tỏa và phát triển bền vững. Ngành giáo dục cũng hướng dẫn các nhà trường tích cực đưa các cái bài võ cổ truyền vào trong các hoạt động thể thao của nhà trường tùy các cái điều kiện cụ thể và khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ. Một số trường thì cũng đã thành lập được câu lạc bộ võ cổ truyền ở trong nhà trường và tiến tới nếu như điều kiện cho phép thì có thể tổ chức những giải đấu cho học sinh để tạo điều kiện cho phong trào sẽ phát triển tốt hơn. Sẽ tổ chức nhiều cái sự kiện, nhất là tập huấn trọng tài võ cổ truyền này, tập huấn võ các bài võ quy định để đưa vào giáo dục thể chất trong nhà trường của Bộ Văn hóa và Tổng cục Thể thao và Bộ Giáo dục và Đào tạo có cái công văn của Thủ tướng Chính phủ năm 2015. 2023 sẽ là một năm sự kiện để làm một cái quảng bá và Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hưng Yên sẽ làm một cái giải võ thuật cổ truyền mở rộng để cho một cái sân chơi bổ ích cho các thế hệ, các cháu từ mầm non đến phổ thông trung học. Đẩy mạnh phong trào tập võ cổ truyền trong lứa tuổi thanh thiếu niên nói chung và trong học đường nói riêng, không những kế thừa, lưu giữ những tinh hoa của bộ môn võ truyền thống của dân tộc mà còn giúp võ sinh rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí thể thao và cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.